Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn rất là ngon mà lại đơn giản nhé. Và chúng ta lại vừa giải cứu được cho nông sản của Việt Nam, giải cứu cà chua các bạn ạ. Và các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Để làm món ăn này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình nhé 3 quả cà chua, một củ hành tây, một ít hành lá và 30 quả trứng cút nhé. Dầu ăn và các gia vị khác thì trông nữa mình sẽ nói sau các bạn ạ. Trước tiên các bạn sẽ đi rửa phần trứng cút này, hành này, cà chua và để mình luộc cái phần trứng cút này lên nhé. Đây các bạn sẽ cho phần trứng cút này để mình luộc nhé. Đây các bạn, trứng cút sôi này, các bạn chỉ cần sôi độ 2-3 phút thôi là được nhé. Sau đó thì mình sẽ vớt ra nước nguội. Mình đã rửa sạch sẽ rồi ạ. Bây giờ mình sẽ thái những phần hành tây ra nhé. Đây các bạn thái nhỏ ra. Phần hành lá này các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình. Cái phần cà chua này các bạn sẽ lột vỏ ra cho mình nhé, để khi mình nấu lên đấy nó không bị cái nước vỏ này nó lâu chín nhé, nó không chín được thì nó sẽ làm cho nó cứ có cái cảm giác ăn rất là khó chịu các bạn ạ. Đấy, các bạn lột hết cái phần vỏ cà chua đi. Sau đó cà chua mình cũng thái nhỏ ra nhé. Cà chua các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình nhé. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ đổ cái phần trứng này ra nhé. Phần trứng này để dễ bóc các bạn sẽ xóc cho mình. Xóc để cho nó dập cái phần vỏ ra. Sau đó thì các bạn bóc nó rất là dễ luôn. Nó mềm hết cái phần vỏ đây. Thêm một tẹo nữa. Đây để dễ bóc vỏ nhé, các bạn sẽ bóc cho mình này. Và mình sợ nó dính vỏ ấy, thì các bạn cứ ngâm trong cái tô nước này rồi chúng ta nhúng vào cái nước cánh là được nhé. Nó sẽ không còn một chút vỏ nào nó dính vào trên vỏ trứng nữa cả. Đấy, các bạn sẽ bóc hết cho mình như vậy nhé. Mình cứ bóc vào cái phần đầu trên ấy. Để sau để mình vào. Quả sau mình sẽ dẫn các bạn cái bóc. Rất là dễ bóc luôn. Nhá, quả trứng thì nó có hai đầu, bên này to bên này nhỏ, thì các bạn sẽ bóc vào cái phần đầu nhỏ nhé. Rất là dễ luôn. Và khi đầu to này thì các bạn chỉ cần nhấc cái này nó đã ra hết rồi. Đây các bạn, sau khi mình bóc xong phần trứng rồi nhá, mình bắt lên bếp một cái chảo. Các bạn cho mình vào đây một ít dầu. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần trứng vào nhá. Mình sẽ chiên qua cái phần trứng này lên các bạn ạ. Đầu nó có lúc hơi bắn lên chút.
Thì các bạn chỉ cần chiên cái phần trứng qua như thế này là được rồi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây cái phần hành này. Đây, mình thơm một chút nhé. Khi cà chua nó đang rẻ này, các bạn có thể nấu được những món ăn ngon, vừa tốt cho sức khỏe mà lại vừa giải cứu được nông sản của Việt Nam mình nhé, giải cứu cho bà con nông dân, giá rau củ quả rất là rẻ luôn. Và khi phần hành này đã như phần xào một tẹo rồi nhé, thơm lên, các bạn sẽ cho cái phần cà chua. Nấu để cho cái phần cà chua này nó mềm ra nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho gia vị vào cho mình. Các bạn cho mình vào đây 1 phần 2 thìa bột canh hay gọi là muối nhé. Khoảng 1 thìa ăn canh tương nhạt đấy. Một chút dầu hào nữa. Các bạn cho mình một ít hạt lêm, một chút tiêu. Bây giờ các bạn sẽ đậy vung lại cho mình khoảng 5 phút nhé, để cho cái phần cà chua này nó chín nó mềm ra. Các bạn khi cái phần cà chua như này là nó đã nát đấy ạ. Và các bạn sẽ nêm nếm cho mình nhá, xem gia vị đã vừa chưa. Và mình sẽ cho một chút nước mắm nữa ạ. Đây các bạn sẽ cho một chút nước mắm và cho nó thơm cái phần nước tương cà chua này nhé. Để nghe. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây cái phần hành lá nữa. Đảo đều lên. Bây giờ các bạn sẽ cho ra đĩa là mình đã có món trứng và cà chua như thế này rồi. Mình cúp trứng nha. Rất là ngon luôn các bạn ạ, mà lại bổ dưỡng, không tốn nhiều thời gian của các bạn, có một bữa cơm ngon với những món ăn nhé. Thì các bạn, thành phẩm mình làm xong rồi đã. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ.